Dạ xin chào anh chị nha, thì hôm nay là mùng 1 của tháng 7 âm lịch rồi, một tháng mới lại đến. Thì em Vi chúc anh chị có một tháng làm việc luôn suôn sẻ và may mắn nha. Thì hôm nay em lên cho anh chị một chiếc xe gầm cao 5 chỗ tới từ thương hiệu Kia, đó là Seltos 2021 bên đang ra với giá là 649 triệu bao rút hồ sơ. Thì như anh chị thấy đây, tổng thể một vòng nè, xe thì màu cam rất là nổi bật, bắt mắt luôn. Đó, phần mâm lốp đây anh chị. Đó. Tổng thể bên ngoài thì chỉ có xước sát nhỏ thôi, xe qua sử dụng thì mình sẽ không tránh khỏi rồi. Mâm lốp đây, odo của xe này thì khoảng hơn 27.000 cây thôi, chạy cũng rất là ít ạ. Nội thất ở bên trong odo chuẩn là 27.500 ạ. Bản này thì sẽ có cho mình là cửa sổ trời, màn hình riêng theo xe nè, cần số nè. Các nút bấm vẫn rất là mới ạ. Ghế chỉnh điện luôn à, có ghế chỉnh điện luôn ạ. Này, da nó cận cảnh nữa. Rồi em sẽ quay hàng ghế phía sau. Như anh chị thấy nè, ngồi phía sau rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Có bệ đỡ tay này, học được ly khi đi đường dài, không lo bị đổ. Điều hòa sau, cổng sạc vẫn khá là đầy đủ cho mình rồi. Xe thì là máy xăng 1.4 turbo ạ. Cốp sau đó thì cũng trang bị tương đối là cam lùi cảm biến lùi rồi đó. Rất là rộng rãi luôn, khi anh chị đi đường dài này, du lịch được đồ rất là vô tư ạ. Rồi em sẽ quay sẵn đây, quay máy móc cho mình luôn. Xe bên em bán ra thì luôn đảm bảo cho mình là những phần là máy móc nguyên zin nè, không đâm đụng ngập nước. Odo km chuẩn luôn, xe thì một máy 1.4 turbo ạ. Cam kết luôn, kêu chỉ nguyên rin nè. Thì anh chị nếu mà phát hiện ra không như bên em cam kết thì sẽ thu hồi xe hoàn tiền. Cứ tới tháng chung là anh chị chắc yên tâm về chất lượng bên em nha. Đời xe 2021 này thì có hỗ trợ góp cho mình ở một số tỉnh thành á. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ gọi cho em 0928 325 679 để gặp Vi, hoặc là mình ghé luôn tại cửa hàng 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai để được hỗ trợ nha. Rồi em xin kết thúc clip của mình tại đây ạ.